Thầy chào, con đã quay trở lại kênh Blue English. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn con học bài 19 nhé. Unit 19. There in the park. Hôm nay con rửa sách cho thầy trang 62 và 63. Lesson 3. Number 1. Listen and repeat. Chúng ta xem thử chữ cái A và I trong từ rainy, chữ cái A và E trong từ skate được phát âm như thế nào nhỉ? Ta xem nào. Rainy, rainy, skate, skate. Như vậy là cùng chữ cái này sẽ được phát âm nào con nhỉ? Đúng rồi, A. Chúng ta đọc nào. A, A, rainy, it's rainy today. Tiếp tục nào. Ở đây chúng ta thấy có hai chữ cái A và tiếp đến một chữ cái ở đây và đến E. Nào, A, E sẽ được phát âm như thế nào nhỉ? Skate. Như vậy ở đây sẽ phát âm là 8, cũng giống như ở trên này. 8, skate, skate. I often skate in the park. Bây giờ mời con chúng ta nghe băng nhé. 62. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. A. Rainy. It's rainy today. A. Skate. I often skate in the park. Con đọc lại nào. A. Rainy, it's rainy today. A, như vậy âm này là âm câm, âm có chữ cái E. Đây, âm chỗ này là âm câm, chúng ta chỉ phát âm A. Skate, I often skate in the park. Như âm này chúng ta không phát âm. Con chuyển sang bài 2 nhé. Listen and write. Number 1, I like days. My sister and I in the playground. Bắt đầu. Page 62. Lesson 3. Activity 2. Listen and write. 1. I like rainy days. I like rainy day. 2. My sister and I skate in the playground. Skate. In the playground. Page 62. Con hoàn thành bài tập 3, tập 2 rồi, bây giờ con chuyển sang bài tập 3 nhé. Bài tập 3 chúng ta làm nhiệm vụ gì con nhỉ? Lesson. Chúng ta bắt đầu nào. Where are you? Bạn ở đâu? Where are you? In the park. In the park, ở trong công viên. What's the weather like? Thời tiết như thế nào nhỉ? It's sunny. Sunny, trời nắng đấy. What are you doing? Bạn làm gì vậy? I'm cycling, mình đang đi xe đạp. What are your friends doing? Thế các bạn của bạn làm gì nhỉ? They're skating, họ đang trượt bật tành đấy. What are your friends doing? They're skipping. Các bạn của bạn làm gì nhỉ? Họ đang còn nhảy dây đấy. Skipping. Mời con chúng ta bắt đầu nghe. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. Where are you? 1, 2, 3, 4. Where are you? In the park. What's the weather like? It's sunny. What are you doing? I'm cycling. What are your friends doing? They're skating. What are your friends doing? They're skipping. Bây giờ mời con chuyển sang bài 4 nhé. Ở bài tập 4, các con làm gì nhỉ? Read and match. Ở đây chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 câu. 5 câu gì con nhỉ? Làm gì có số chấm hỏi sau? Đấy là 5 câu hỏi. Đương nhiên 5 câu hỏi thì sẽ có 5 câu trả lời. Tuy nhiên các câu sắp xếp chưa đúng phù hợp với câu hỏi và câu trả lời chưa phù hợp nhau, nhiệm vụ con sẽ nối
Bắt đầu nào. Where are you? Bạn đang ở đâu? Ở đâu nhỉ? À, chúng ta xem nào. I'm in the park with my friend. Đúng rồi. Mình đang ở trong công viên cùng với những người bạn của mình. What are you doing? Bạn đang làm gì? Các bạn đang làm gì? Bọn mình đang trượt ba tành. We are skating. We are. Chúng ta đọc we are. We are skating. What's the weather like? Thời tiết như thế nào nhỉ? Chúng ta xem nào. À, 3B. It's sunny and windy. Trời nắng và có gió đấy. What is Nam doing? Thế Nam làm gì nhỉ? Nam là bạn trai. Chúng ta he's cycling. What is Mai doing? Mai là bạn gái. She's skipping. She's skipping. Ok. Như vậy bài tập 4 đã hoàn thành rồi. Mời con chuyển sang bài tập 5 nhé. Read and complete. Đọc và hoàn thành. Chúng ta xem nào. Có những từ gì? Skating. Playing. Weather. Flying. Park. Trượt ba tanh. Chơi. Thời tiết. Flying. Flying là có lẽ thả diều. Flying kite and park, công viên. Ta xem nào. The fire today. Fire là đẹp. Cái gì đẹp nhỉ? Con nhỉ? Đúng rồi. Thời tiết. The weather. The weather is fine today. Hôm nay thời tiết thật là đẹp. It's sunny and windy. Trời nắng, có nắng và có gió. We are in the park. Chúng mình đang trong công viên. Mai and Linda are flying kite. Chúng ta có kite, chứng tỏ đây là flying. Đang thả diều. Flying kites. Nam Phong and Tony are football. Football chúng ta có từ play. Thêm đuôi hình vào. Playing football. Peter and Quân làm gì nhỉ? Skating. Skating. We are happy in the park. Bọn mình thật là vui khi ở trong công viên. Đây là vui. Vui hoặc là hạnh phúc, vui vẻ. Con chuyển sang bài 6 nhé. Project. Draw and color where the icon for tomorrow weather in the place. Present them to your classmates. Thời tiết vào ngày mai của các con. Khu vực các con ở là gì nhỉ? Trời nắng hay là trời gió như nào nhỉ? Rồi, bây giờ nếu trời nắng chúng ta vẽ gì? Vẽ ông mặt trời. Ông mặt trời. Ông mặt trời tỏa ánh nắng. Đấy, chúng ta sẽ tô ông mặt trời màu đỏ nhé. Còn ánh nắng sẽ màu vàng. Đấy, ông mặt trời. Có gió, con nó vẽ như nào nhỉ? Đúng rồi, có gió. Gió. Windy. It's sunny and windy. It's sunny and windy. Đấy. Sunny and windy. Như vậy các con sẽ tô màu vào nhé. Như vậy bài học của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Thầy chào các con. Chúc các con học thật giỏi nhé. Goodbye for now. See you later.